Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Bản tin Thế giới Cầu lông tuần qua. Và tới với số bản tin tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những tin tức đáng chú ý có trong tuần vừa qua. Và không để các bạn đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua các đề mục tin chính sẽ có trong số bản tin tuần này. Giải vô địch châu Á được nâng cấp ngang hàng với World Tour 1000. Pichamon Opaniput có hợp đồng tài trợ mới. Artfox 100 chính thức tới tay anh em Long Thủ. Các vận động viên Nga và Belarus vẫn bị cấm tại Olympics. Cầu Liu Ying nhận cú đúp tin vui. Li Chongwei, kỷ luật là chìa khóa của thành công. Camila Yus và Christina Pennesen được đề cử vào đại sảnh danh vọng Hall of Fame. Châu Âu công bố các vận động viên của năm 2022. Kiểu phát cầu mới khiến cả làng túp cầu náo động. Giải vô địch châu Á được nâng cấp ngang hàng với World Tour 1000. Ngày 25 tháng 4, giải vô địch châu Á đã chính thức khởi tranh. Trước đây, giải vô địch châu Á được biết đến là giải cá nhân quan trọng nhất châu lục. Tuy nhiên, Liên đoàn Cầu lông Thế giới đã cơ cấu giải thưởng chỉ tương đương Grand Prix Gold và tương đương Super 300 bây giờ. Vậy nên, giải đấu thường thiếu khá nhiều các gương mặt hàng đầu của các quốc gia. Tuy nhiên, sau khi đổi sang hệ thống World Tour, giải đấu được nâng dần lên cấp tương đương Super 500 và từ năm 2022 tương đương Super 1000. Điều này đã khiến giải đấu trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều ở cả điểm thưởng lẫn tiền thưởng. Và giải đấu năm nay đồng thời lại diễn ra trước thềm Sudirman Cup, cũng là dịp để các quốc gia kiểm tra phong độ của các vận động viên của mình. Việt Nam của chúng ta cũng tham dự giải đấu với mỗi một nội dung có một đại diện, trong đó đáng chú ý nhất là nội dung đơn nam với cái tên Hải Đăng. Hải Đăng sẽ được thi đấu ở vòng chính. Các nội dung còn lại đều phải đánh vào bảng sơ loại. Ở vòng 1, Hải Đăng của chúng ta sẽ đụng độ với tay vợt Châu Tiên Chiên, tay vợt quá quen thuộc với khán giả Việt Nam. Xét theo phương diện khách quan, Hải Đăng gần như sẽ rất khó để có thể vượt qua vòng 1. Tuy nhiên, chúng ta vẫn hy vọng Hải Đăng sẽ thi đấu hết mình để tạo ra cơn địa chấn tại giải đấu năm nay. Và tối ngày 22 tháng 4, đội tuyển cầu lông Việt Nam đã lên đường tới Dubai để tham dự giải cầu lông vô địch châu Á được diễn ra từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023. Và thành phần của đội tuyển bao gồm một huấn luyện viên và 8 vận động viên tham dự ở 5 nội dung cá nhân. Nội dung đơn nam, Nguyễn Hải Đăng; đơn nữ, Nguyễn Thủy Linh; nội dung đôi nam, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh; nội dung đôi nữ, Đinh Thị Phương Hồng, Phạm Thị Khánh; nội dung đôi nam nữ, Phạm Văn Hải và Thân Vân Anh. Dù biết là rất khó khăn và năm nay các nội dung còn có sự tham dự khá nhiều của các tay vợt sừng sỏ, tuy nhiên, chúng ta vẫn sẽ hy vọng các tay vợt của chúng ta sẽ có những trận đấu hay và để lại nhiều dấu ấn. Pichamon Opaniput có hợp đồng tài trợ mới. Dù mới 16 tuổi, nhưng tài năng cũng như nhan sắc của cô bé với biệt danh Pink đã vượt xa độ tuổi của mình. Chính vì thế, mà ở cái độ tuổi còn rất trẻ, cô đã có hợp đồng tài trợ riêng của mình. Mới đây, Lightning đã ký hợp đồng tài trợ riêng với Pichamon, trong khi đội tuyển Thái Lan đang được tài trợ bởi Yonex. Pichamon hiện đang giữ kỷ lục trong đội tuyển Thái Lan về tay vợt trẻ nhất có huy chương tại giải vô địch quốc gia khi mới ở độ tuổi 13. Và đồng thời, cô cũng nắm giữ hàng loạt các kỷ lục đáng nể khác khi mới 16 tuổi. Tháng 3 vừa qua, tại giải đấu Toyota Gazoo Racing Thailand International Challenge 2023, Pichamon đã có cuộc đụng độ với tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thủy Linh và phần thắng đã nghiêng về cô gái của chúng ta sau 3 set với các tỷ số 27-25, 18-21 và 21-17. Artfox 100 chính thức tới tay anh em Long Thủ. Được giới thiệu thời gian gần đây và hôm nay, Artfox 100 đã chính thức đến tay người chơi cầu lông Việt Nam thông qua đường sách tay. Artfox 100 lấy ý tưởng từ linh vật thần thoại ngàn năm tuổi của Trung Quốc có tên Kirin,
là sự kết hợp màu đen huyền bí cùng với màu vàng sâm panh, mang tới những điều bí ẩn, thế nhưng lại chứa đựng sự ấm áp. Nó toát lên đầy đủ cá tính của một cây vợt tấn công sấm sét, thế nhưng vẫn giữ được khả năng phòng thủ khéo léo. Một số công nghệ đáng chú ý mà anh em có thể quan tâm. Thân vợt chỉ 6mm, đây là cây vợt có thể nói là có thân vợt mỏng nhất tính tới thời điểm hiện tại. Anh em cầm trên tay sẽ rất ấn tượng về độ mỏng của nó. Tuy mỏng vậy, thế nhưng độ cứng của nó lại khá cao và cây vợt này sẽ không dành cho số đông anh em. Mang trên mình tất cả các tinh hoa công nghệ như công nghệ carbon M50, công nghệ Stabilize Elastic Shaft, công nghệ UVH, công nghệ TB Nano hay chụp cán vợt kiểu mới. Và dưới đây là một số thông số ban đầu team mình đã đo cho anh em. Điểm cân bằng 307mm, swing weight 86, trọng lượng 83,6g. Và sau khi đã lên cước, thông số của Adfox 100 sẽ là điểm cân bằng 315mm, swing weight 90, trọng lượng 86,9g. Do đây là lô hàng đầu tiên nên số lượng rất hạn chế, vì vậy mà giá thành của nó cũng khá cao. Anh em nào muốn trực tiếp trải nghiệm em nó thì có thể qua cửa hàng bên mình để trải nghiệm nhé. Bài đánh giá chi tiết sẽ được team mình gửi tới anh em trong thời gian sớm nhất. Vậy nên anh em đừng quên để lại một đăng ký kênh để cập nhật cùng bên mình nhé. Các vận động viên Nga và Belarus vẫn bị cấm tại Olympics. Vào tháng 3 năm ngoái, Liên đoàn Cầu lông Thế giới BVKF đã ban hành lệnh cấm đối với tất cả các tay vợt có quốc tịch Nga và Belarus sau khi Nga thực hiện cuộc tấn công tới Ukraine. Liên đoàn Cầu lông Thế giới BVKF vẫn duy trì lệnh cấm vận với các vận động viên Nga và Belarus tham gia các giải đấu quốc tế sau cuộc họp hội đồng hôm thứ Năm vừa qua. Lệnh cấm vẫn được thông qua sau phiên họp, bất chấp việc Ủy ban Olympic Quốc tế IOC vào hồi tháng trước đã khuyến nghị rằng các vận động viên từ Nga và Belarus vẫn được phép trở lại thi đấu với tư cách trung lập, miễn là họ không ủng hộ chiến tranh hoặc không liên kết với quân đội. Cơ quan quản lý cho biết, Liên đoàn Cầu lông Thế giới BVKF thừa nhận rằng thể thao nên thúc đẩy hòa bình và đoàn kết giữa tất cả mọi người và thể thao đó không nên trở thành phương tiện chính trị để gây ảnh hưởng trong địa chính trị. Theo nghĩa đó, nguyên tắc hướng dẫn là các vận động viên phải luôn được phép tham gia các cuộc thi thể thao mà không cần phán quyết về hộ chiếu của họ và tách biệt khỏi mọi xung đột địa chính trị nằm ngoài tầm kiểm soát của phong trào thể thao. Tuy nhiên, Liên đoàn Cầu lông Thế giới BVKF không tin rằng có lý do chính đáng để dỡ bỏ án treo giò đối với các quan chức và các cầu thủ của Nga và Belarus vào thời điểm này. Liên đoàn Cầu lông Thế giới tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ vững chắc đối với người dân Ukraine và cộng đồng cầu lông Ukraine. Đồng thời, chúng tôi lên án mạnh mẽ hành vi xâm lược Ukraine, hành động đi ngược lại với các giá trị cốt lõi của Liên đoàn Cầu lông Thế giới và mục tiêu đạt được hòa bình của chúng tôi. Và vòng loại cho nội dung đơn và đôi môn cầu lông tại Thế vận hội năm tới tại Paris sẽ dựa trên kết quả đạt được trong các giải đấu từ ngày 1 tháng 5 năm 2023 đến ngày 28 tháng 4 năm 2024. Cầu Liu Ying nhận cú đúp tin vui. Trong một bài đăng trên Facebook vào tối thứ Ba ngày 18 tháng 4 vừa qua, nữ vận động viên giành tấm huy chương bạc Thế vận hội đã đăng tải 4 bức ảnh với dòng trạng thái bày tỏ niềm vui khi cô đón nhận thêm một thành viên mới trong cuộc đời. Về các bức ảnh được đăng tải, hai bức ảnh đầu là hai bức ảnh chụp hai bàn tay đeo nhẫn ở ngón áp út và bức ảnh thứ ba chụp cận cảnh hai chiếc nhẫn. Tuy nhiên, đáng chú ý hơn cả là bức ảnh thứ tư, trong đó có hình ảnh một người đàn ông đang tạo hình trái tim xung quanh bụng của người phụ nữ. Mặc dù Liu Ying không tuyên bố rõ ràng rằng cô ấy đang mang thai, thế nhưng dòng trạng thái cộng một và bàn tay hình trái tim dường như đã nói lên tất cả. Liu Ying đã đăng tải một bài đăng khác trên Facebook bằng tiếng Mã Lai với nội dung được tạm dịch: gặp đúng người vào đúng thời điểm, 1 cộng 1 bằng 3. Bên cạnh đó, cô cũng cho biết trước đây không muốn nói chuyện về tình cảm vì không muốn dư luận chú ý để tập trung cho sự nghiệp. Liu Ying cho biết người đàn ông của cô là một doanh nhân ít tiếng tăm, người mà cô bắt đầu hẹn hò khi còn thi đấu. Đồng thời, cô cũng chia sẻ: tôi rất vui khi được chia sẻ tin tức và chân thành cảm ơn tới tất cả những lời chúc. Đối với gia đình mới của tôi mong công chúng sẽ cho tôi nhiều quyền riêng tư hơn. Lee Chung-wei, kỷ luật là chìa khóa của thành công.
mới đảm nhận vị trí giám đốc của dự án giành vàng tại Olympic Paris 2024. Huyền thoại cầu lông Lee Chung-wei đã có một số chia sẻ với báo chí về kế hoạch sắp tới của mình để giúp cho các vận động viên có thể mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho Malaysia tại Thế vận hội. Huyền thoại giữ kỷ lục 349 tuần, đứng vị trí số 1 thế giới chia sẻ. Kỷ luật là chìa khóa thành công của bất kỳ vận động viên nào. Đồng thời, anh cũng cho biết thêm rằng mục tiêu của anh là giám sát một số kế hoạch để các vận động viên không bị chấn thương. Lee Chung-wei cho rằng các vận động viên ngày nay có xu hướng tự cho mình là trung tâm và bỏ bê một số thứ. Những gì có thể được giải quyết là thảo luận và lên kế hoạch với huấn luyện viên, bao gồm cả việc dậy sớm để tập luyện, vì điều đó là bắt buộc đối với tất cả các vận động viên. Bởi lẽ, các vận động viên sẽ không có nhiều thời gian, vì vậy họ sẽ phải tìm cách để chơi một cách nhất quán thì mới có thể gặt hái được thành công. Cựu tay vợt từng 3 lần đoạt huy chương bạc Olympic khuyên các vận động viên tham gia chương trình đường tới ngai vàng cần nghiêm túc tập luyện và nghỉ ngơi hợp lý. Bởi lẽ, việc bắt đầu tính điểm cho Thế vận hội 2024 sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 5, sẽ là một thách thức khó tránh khỏi. Giám đốc của dự án Mục tiêu Thế vận hội 2024 cho biết, mọi vận động viên phải cố gắng giành chiến thắng trong mọi giải đấu để có thể vượt qua vòng loại. Do đó, điều quan trọng là phải duy trì sự tập trung. Huyền thoại Lee Chung-wei nhận thấy việc giành vàng là nhiệm vụ rất khó khăn. Thế nhưng, ông tin rằng với tài năng của Lee Jia hay Nang Tiong, thì Malaysia sẽ có những hy vọng nếu tất cả cùng cố gắng vì mục tiêu chung. Camila Yus và Christina Pennesen được đề cử vào đại sảnh danh vọng Hall of Fame. Cặp đôi Camila và Christina vừa được Liên đoàn Cầu lông Thế giới BVFF đề cử vào đại sảnh danh vọng Hall of Fame. Đây là phần thưởng xứng đáng cho bộ đôi huyền thoại người Đan Mạch. Trong sự nghiệp của mình, cả hai đã giành được nhiều danh hiệu cao quý, có thể kể đến như chức vô địch tại giải đấu BVFF World Championships, và cả hai đã cùng nhau giành được tấm huy chương bạc tại Thế vận hội Rio 2016 sau trận chung kết kịch tính với bộ đôi Nhật Bản Misaki Matsutomo và Ayaka Takahashi. Ngoài sự nghiệp lẫy lừng trên sân cầu, Camila và Christina cũng có đời tư đầy màu sắc khi cả hai đã công bố mình thuộc giới tính LGBT và họ đã kết hôn vào năm 2020 sau 11 năm giấu kín mối tình. Hiện tại, họ đã có với nhau cô con gái Molly và đang trải qua những tháng ngày rất hạnh phúc. Châu Âu công bố các vận động viên của năm 2022. Mặc dù đã là tháng 5 của năm 2023, nhưng Liên đoàn Cầu lông Châu Âu BEC mới công bố các hạng mục vận động viên xuất sắc nhất của năm 2022. Với sự thành công rực rỡ trong năm qua với 7 danh hiệu World Tour và chức vô địch thế giới, cùng với phá vỡ kỷ lục số điểm cao nhất trên bảng xếp hạng BVFF World Ranking, nên không có gì ngạc nhiên khi Victor Axelsen là vận động viên nam xuất sắc nhất năm của lục địa già. Ở hạng mục vận động viên nữ, cái tên được xướng lên là Isabel Luhau đến từ Đức. Năm 2022 với Isabel cũng là một năm đáng ngưỡng mộ khi cô có danh hiệu vô địch châu Âu lần đầu tiên trong sự nghiệp ở nội dung đôi nam nữ. Cùng với đó là tấm huy chương bạc ở nội dung đôi nữ và tấm huy chương đồng ở giải vô địch thế giới. Một danh hiệu khác mà rất nhiều các tay vợt muốn có được đó là danh hiệu tay vợt được yêu thích nhất năm thuộc về Hans Christian Vinningshoff. Lão tướng đến từ Đan Mạch luôn cống hiến hết mình khi có mặt trên sân cầu. Danh hiệu huấn luyện viên của năm thuộc về Jeff Lovisen, trong khi đó danh hiệu tay vợt trẻ triển vọng nhất thuộc về Alex Liner. Kiểu phát cầu mới khiến cả làng túp cầu náo động. Tại giải đấu Ba Lan mở rộng vừa diễn ra, tay vợt Marcus của Đan Mạch đã sử dụng một kiểu phát cầu cực kỳ dị. Trái cầu bay theo quỹ đạo xoáy lắc, không theo quy luật nào, khiến đối thủ không thể nào trả giao cầu theo ý muốn. Một số cặp vận động viên còn tỏ ra tức giận và khiếu nại với trọng tài. Kiểu phát cầu này trước đây cũng đã có vận động viên Choi Soi-gu đã từng sử dụng. Cách phát cầu này khá đặc biệt. Các vận động viên sẽ cầm quả cầu theo một cách hoàn toàn khác và có động tác xoáy quả cầu khi tiếp xúc vào mặt vợt, khiến quỹ đạo quả cầu có thể thay đổi bất thường, khiến đối thủ không thể làm chủ được đường cầu. Vậy, kiểu phát cầu như vậy có phạm luật không? Ngay trong các trận đấu, đối thủ của Marcus đã khiếu nại với trọng tài. Thế nhưng,
quyết định của trọng tài là Marcus không hề phạm luật. Thế nhưng, có khá nhiều các cựu vận động viên nổi tiếng đã có những phản ứng về cách giao cầu này. Có nhiều người cho rằng kiểu giao cầu này là phi thể thao, nó khiến cho trận đấu bị giảm chất lượng và không còn chứng kiến được các pha cầu đẹp mắt và hấp dẫn. Cựu tay vợt nữ huyền thoại, đồng thời là MC nổi tiếng Gil Clark đã đăng tải một video về chủ đề này. I know some of you through posts on social media have been asking for my opinion. The fact is, I simply haven't witnessed it firsthand and therefore I'm not yet in a position to give an informed opinion. Trong video, bà Clark cũng đã bày tỏ quan điểm của mình rằng mình chưa hoàn toàn nghiêng về việc ủng hộ hay không ủng hộ, mà thay vào đó, bà nhận định đây sẽ là sự đổi mới và các tay vợt phần nào đó sẽ phải tìm ra cách hóa giải. Và thời gian tới đây, Liên đoàn Cầu lông Thế giới BVKF chắc chắn cũng sẽ có phản hồi về kiểu phát cầu này và các vận động viên sẽ dần phải tìm ra cách để phá giải được nó trong thời gian tới đây. Thế nhưng hiện tại, cách thức giao cầu mới này vẫn sẽ khiến các vận động viên gặp khó khăn và các trận đấu có thể trở nên thiếu hấp dẫn hơn. Vậy bạn nghĩ sao về kiểu giao cầu này? Bạn đã thử chưa nhỉ? Và anh em hãy đừng ngần ngại để lại suy nghĩ của mình ở phía dưới phần bình luận nhé! Và đó là toàn bộ những tin tức mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong số thứ 7 của series Thế giới Cầu lông tuần qua. Và đến đây, chúng tôi cũng xin phép được nói lời chào. Các bạn hãy đừng quên để lại một comment về góp ý của mình và một nút subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các số video tiếp theo.